Thì em nhìn này, cái dầm này, cái sàn này nha, cái sàn này em tính diện tích của nó là em đi lủng ra rất là nhiều. Lủng là mấy chỗ mình đảo tròn cho con này. Được chưa? Nè, nhìn thấy không? Thấy không? Để mình khắc khắc cái này đi cho thấy. Được chưa? Thấy cái sàn em đi lủng ra không? Thì em tính khối lượng nó rất là khó. Tại sao khó? Thay vì em lấy cái diện tích của cái sàn em nhân cho chiều dài, bây giờ em phải trừ hết tất cả những chỗ lủng, tính rất là khó. Sẽ có nhiều bạn vậy, thầy không tính như thế này thì thầy tính bên cái dầm, không trừ cái sàn á thì trừ cái dầm. Đúng, đúng là như vậy, nhưng trong cái khung này á, thì tụi em thấy cái dầm nó đơn giản nha, nhưng mà tới ngày em làm thiệt á thì nó là một cái rừng, cái dầm nó giao nhau, nó không phải mình mới vẽ có dầm khung mà còn cái dầm dọc mà mình chưa vẽ nè, được chưa? Chưa hề vẽ dầm dọc nha, các bạn vẽ dầm dọc vào nữa mà các bạn mà không xử hết á thì các bạn sẽ bị loạn. Nhưng mà ý không ta? Đó. Thì ra thi công á, là người ta mục đích của người ta thực sự á, là tụi em móc dầm ăn sàn hay sàn ăn dầm nó cũng không quan trọng trong thi công lắm nha, bởi vì cái chi phí á, là người ta móc tổng khối lượng dầm sàn người ta móc chung, mà dầm sàn đã móc chung á thì em móc ra dầm ăn sàn hay sàn ăn dầm thì cuối cùng em cũng cộng lại tổng nó cũng không đổi, hiểu ý không? Hiểu ý không? Thì người ta phải tìm ra cái cách nào mà người ta móc cho nó dễ nhất là để sàn ăn dầm. Đây nè, nhìn này, nếu như mà tụi em không để sàn, mà trong bài này mình đều category của mình đều là dầm hết nha, cái này dầm, cái này cũng là dầm, nếu mà tụi em vẽ cái này bằng floor nó sẽ kiểu khác hết nha, được chưa? Rồi có bạn nào thắc mắc gì nữa không? Cái phần này thì tụi em phải đi làm nhiều trải nghiệm và làm thêm cái phần dự toán đó tụi em mới hiểu tới cái phần mà bóc khối lượng định mức đó, Dạ là định thầy, nếu mà em mô hình để mà em lấy luôn sơ đồ tính á, thì em phải làm bằng cái sàn rồi rồi riêng rồi đúng không thầy? ok đồng ý. Mô hình là lấy sơ đồ tính, bài này thi công mà tụi em không lấy được nha. Câu đầu tiên này, với những cái thể loại mà như như thế này này, như thế này là bậc thang này này, thì trả lời luôn là tụi em sẽ không lấy được sơ đồ tính, được chưa? Sẽ có bạn thắc mắc tại sao vậy, bây giờ người ta giải người ta tính sao thầy, thì tụi em phải hiểu tiếp này, trong sơ đồ tính cái cầu thang của em mô hình như nào, có ai mô hình thêm cái bậc thang trong cái etap không? Không một ai dám mô hình cái bậc thang trong etap hết nha. Sơ đồ tính đó là họ phải đưa về đơn giản, hiểu ý không? Giống như cái dầm người ta đưa về phần tử thanh, nhưng cái dầm đâu phải là thanh, nó là khối mà, nó khối gì chút mà, được chưa? Rồi sàn nó đang thích nệt như vậy, đưa về phần tử seo tấm, hiểu ý không? Đương nhiên các bạn nói là tấm có bề dày mà thầy, được chưa? Thì cầu thang có phải họ đưa về đơn giản trong những cái đề này này, những cái đề này này thì những cái này không lấy được sơ đồ tính. Còn ví dụ muốn lấy được sơ đồ tính á, thì ở đây người ta phải vẽ bằng một cái floor nghiêng. Đấy, trong sơ đồ tính bên tính toán nó cho phép làm việc đó, hiểu ý không? Quy về gần đúng vì không có cái gì gọi là tuyệt đối hết, hiểu ý không? Trong tính toán người ta cho phép chuyển cái sàn mà giật 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 70 này này về cái sàn nằm xéo từ đây tới đây để người ta tính, nhưng mà trong cái bài thi công mình sẽ không lấy sơ đồ tính nên mình không quan tâm. Còn muốn lấy sơ đồ tính á, thì phải vẽ, đây là cái beam, đây là thấy cái beam không? Nó ra sơ đồ tính này, cái màu hồng hồng này, được chưa? Cái phần này bên lớp kết cấu á, cả beam và cái cột vẽ riêng, được chưa? Coi sơ đồ tính này đây nhá. Thì hiện tại là beam và cột nó hiện sơ đồ tính, nhưng những cái thư viện mà đặc biệt của mình á, thì nó không có hiện. Ngay từ đầu trước lúc vẽ mình đã nói với các bạn vẽ như thế này không lấy được sơ đồ tính, được chưa? Báo trước khi vẽ rồi nha, chứ không phải vẽ xong rồi mới la làng nha. Mà trong thi công á, thì các bạn đừng quan tâm sơ đồ tính. Tại sao vậy? Nó nặng. Vậy làm sao để tắt sơ đồ tính đi? Chọn vô mấy cái tuổi này tát một cái đi, tát vào một đứa FA, mà hình như cái này nó dính trong group, nó không cho phải edit group nó mới cho. Rồi tắt sơ đồ tính đi, đây tắt mà tắt cho nó nhẹ đi, được chưa? Hoặc các bạn có thể tắt bằng cách khác nhanh hơn, đây tắt như vậy gà đúng không? Qua đây nè, qua đây tắt nhanh lắm, chọn hết tất cả này, một Peter Chapman Analytical Invisible Analytical, rồi tắt đây là nhanh nhất. Ồ, nó phải không tắt được, trong group nó cũng không cho, nằm ngoài group thì nó cho nha, mà trong group nó không cho mấy ác chứ, nó bắt tắt từng đứa. Hy vọng là được. Nói chung là bên thi công các bạn đừng quan tâm đến sơ đồ tính giùm mình. Còn muốn hỏi về sơ đồ tính á, thì cứ hỏi thoải mái, không phải là mình không có chỉ, nhưng mà làm bên mô hình thi công á, lời khuyên đừng có quan tâm đến sơ đồ tính, được chưa? Hỏi thì mình sẽ chỉ, nhưng trong thi công đừng có để sơ đồ tính vào nó nặng vai, được chưa? Ra làm thực cũng vậy, người ta sẽ kêu các bạn tắt sơ đồ tính đi cho nó nhẹ,
tắt nó nhẹ đi nha, nhẹ hơn nhiều luôn là đằng khác. Còn tại sao nhẹ thì các bạn cứ hiểu đơn giản nhất là giảm số lượng phần tử, còn phức tạp hơn là các phần tử nó tham số với nhau. Rồi còn ai thắc mắc gì nữa? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái cột hai tiết diện mà thay đổi được tiết diện luôn, chứ không phải như hồi nãy giờ cái dầm này nó chỉ thay đổi được b thôi chứ nó không thay đổi được gì hết. Giờ mình sẽ làm cái cột mà thay đổi hai tiết diện, mà làm nếu mà làm cái cột như vậy á, thì các bạn phải làm bằng structure column, không mà cái cột này không được, cột này cột chéo thôi. Thôi cái cột mà làm như nãy đi nha, bữa sau làm thư viện mình hướng dẫn cái khác được chưa. Thôi cái cột mà làm y chang hồi nãy, tại vì cái thằng cột này nó ở trên này nó bị xéo nè, muốn làm cũng làm không được. Còn cái dầm mái trên này nội dung similar nha. Rồi giờ mình sẽ edit cái thằng này. Sẽ có nhiều bạn hỏi sao thầy không xuất phát từ new một cái family mới mà thầy cứ edit cái thằng này. Tại vì khi các bạn edit cái thằng này á thì nhiều thông tin nó thiết lập sẵn rồi, được chưa. Mình chỉ việc là lấy lại thôi thì nó nhanh hơn rất là nhiều so với việc là các bạn new từ một cái template trắng, trong đó mình đã set up nhiều thứ rồi. Rồi ai thắc mắc gì thì cứ hỏi nha, còn bây giờ mình đang làm cho nó hoàn chỉnh cái này thôi chứ không có thêm cái gì hết á. Thầy làm lại cho em khúc mà tắt cái sửa tính đó thầy. Tắt hả? Ok. Dạ. Ô xây rồi nó không cho return mới đau chứ. À đây đây. Đây. Này, tụi em nhắc vào một cái group này được chưa? Nhắc vào một cái group qua bên cái 3D Analytical Model. Được chưa? Qua bên cái 3D View này nè, tắt đây nó nhanh hơn. Còn tụi em tắt bên kia cũng được, mà tắt bên kia nó chậm hơn. Rồi em edit group nè. Được chưa? Edit group nè. Rồi em chọn hết tất cả những cái có thể chọn được nè. Được chưa? Edit group rồi chọn hết tất cả, được chưa? Rồi tiếp vào Disable Enable Analytical. Được chưa? Đây từng bước nè. Bước 1 vào Analytical Model. Bước 2 là edit group. Bước 3 là chọn hết. Sau đó đến 3 chọn hết analytical trong group analytical cô 4 pick disable 5 finish. Rồi, xong nha. Dạ, em cảm ơn thầy. Rồi ok. Rồi bấm finish cái là nó sẽ tự nó sự. Rồi bây giờ mình sẽ qua mình sửa các bạn làm thêm cái mấy cái kia nội dung y chang này nha. Bạn nào thắc mắc gì thì hỏi, chứ còn những cái bước tiếp theo là mình cứ làm y chang như vậy nha. Mình chỉ việc CS từ cái dòng dưới thành cái dòng trên thành cái cột. Trong bài này mình vẫn không sử dụng cái cột, vì sao? Vì cái này nè nó vẫn bị xéo, các bạn thấy không, nó vẫn bị xéo nè, chứ nó đâu phải là cái cột bình thường đâu. Làm cái cột bình thường ở đây nó bị tè lẻ được chưa, nên mình vẫn làm là cái structure family chart gì đó complete. Rồi mình lại ra mặt trước này được chưa. Và cái cột của mình này mình sẽ xác định nó làm việc ở đây nè, đây nè, đó là level ở đây nè, cái cột mình đứng ở đây nè. Và cột thì nó đứng ngay trục C đúng không, tìm cái chỗ cái red line giao nhau đây, cái trục này này với trục C này đó, được chưa. Bây giờ nó lại làm việc ở đây rồi, sau đó này edit thằng này, edit xóa hết đi đừng có chừa chi cho nó đau não. Rồi viết cái thằng này nè đó. Sẽ có bạn chừa cái này dưới 5 phân thì cũng được nha, mà hỏi không chừa được không, câu trả lời cũng mình phải nhìn đây tiếp này, ở đây nó cũng có cái dầm, nó cũng có thép thì nên chừa nha. Ở đây họ sẽ đổ ngang luôn, làm thực tế thì họ đổ ngang tại vì không ai đổ xéo được hết á, hiểu ý ta. Nhiều bạn vô đây băn khoăn chỗ này lắm, cái cột xéo mà thầy sao thầy lại làm như thế này, nhưng mà thực tế cái chỗ này nó sau này người ta đóng ván, người ta đắp xéo cái bê tông mà làm sao mà lúc đổ của pha các bạn đóng cao hơn, làm sao mà các bạn đổ cho ra được cái hình xéo này được, hiểu ý không? Chỉ trường hợp cầu thang bậc thang gì người ta mới làm như vậy được, được chưa. Vậy thì cái này làm cột được không, được, nhưng mà thôi làm như thế này luôn cho nó nhanh, bữa sau mình hướng dẫn các bạn làm biến sao, còn bữa nay thì cứ làm như thế này cho nó nhẹ người. Rồi mình biết ở đây là cái column của đề năm mà ở trên này nè, nhưng mà mình sẽ xây nó một phát lên này, CS mình chưa xóa nha, đây, xóa mất công lát nó import két và nó mệt. Cái này là column nè,
một, view một nè, xây cái nè, rồi mình lại xây S thêm một đứa nữa nè, xây S nó thành cái gì, cái dầm mái nè, được chưa, beam mà trên rút nè, beam mà rút này, được chưa, tại vì đường nào cũng phải làm mà, nên xây S luôn đi cho nó nhẹ người. Rồi mình lại ra mặt trước tiếp nè, mình sửa cái này thành beam rút, mà beam rút thì hơi chua nha, beam rút á thì bây giờ mình sẽ lấy cái cuộc len làm chuẩn. Tại vì các bạn lấy sai cuộc len thì sau này các bạn khổ chứ không ai khổ hết. Để mình sửa cái này trước này, mình lấy lại cái column rồi mình xóa cái packet trước nha. Font này, scale CS thì xóa thằng này đi. Rồi ra lại view 1 nè. Xây thằng này nè. Load thằng này vô project nè, để năm nè, để cho con thằng Vim rút thì từ từ tính sau. Vim rút làm vậy thôi, cái này lên level S nè. Rồi mình sẽ đặt một đứa, đặt tại trục này cũng được, hình như nằm ở này đúng không? C. Rồi CM này, không vào structure này, bin này, rồi đến space bar này, nhớ là mà đánh 3 lần thì phải, do làm bị gà. Rồi lên 3D có thử đúng không, chắc là đúng á, được chưa, do lúc làm thì việc bị gà. Có cách nào mà mình chuyển cái family Từ project qua đúng không? structural beam này không ạ? Structural beam này thành structural column không thầy? Có Được, cái được, cách được, nào? được, tụi em đổi category ở đây nè. Ví dụ ở đây đang làm structure framing nè, thấy không? Thấy không? Nè, tụi em vào trong category, family category and parameter này, tụi em đổi thành structure column này, thấy không? Thấy không? Thấy không? Được nha. Được. Ok. Sẽ có một số chủng tụi em đổi không có được. Thì sau này tụi em hiểu rõ hơn thì tụi em biết. Nhưng mà trong kết cấu của đồ này thì đổi được hết. Được chưa? Ok, còn ai thắc mắc gì nữa không? Cứ hỏi thoải mái. Khoan chút thầy chỉ cái model inlay À, chuyển rồi rồi ok không biết nha. rồi, còn cái này thì edit group rồi cộng rồi sau đó làm tiếp cái dầm máy thì chắc là tụi em biết hết rồi đúng không, rồi xong nè, được chưa. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái đề 10 lên mình sửa cho bạn. Hồi nãy đề 10 là bị viết bao nhiêu vậy, 10 đúng không, ok. Mình sẽ đổi từ cái family này, cái model inlay thành family, được chưa. Thì cái này tùy mỗi người thôi nha. À sẽ các bạn sẽ thắc mắc này, mình giải thích lại cái vụ nãy có bạn hỏi thì mình giải thích luôn. Tại sao mà mình cứ ham chọn structural framing vậy? Được chưa? Các bạn hình dung này, sau này các bạn thống kê khối lượng mà một nửa thì nằm trong structural framing, một nửa nằm trong column, thì các bạn phải qua nhiều mảng khối lượng, các bạn lấy nó hơi mệt một chút. Được chưa? Đương nhiên là nó bóc được multi category, đó là khẳng định nó bóc được, nhưng mà cái loại biến nó khác nhau. Nên là cái bảng thống kê các bạn nhìn nó sẽ xấu. Được chưa? Cái bảng thống kê các bạn sẽ xấu. Lát nữa cuối giờ hoặc bữa sau học parameter xong đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình sẽ show cho các bạn coi, mình có thể thống kê hết tất cả trong một cái nhà ra thành tiền, trong một bài thống kê mà ra tính được tiền, chi phí thành tiền luôn, được chưa. Thì muốn làm được việc đó thì mình phải sử dụng chung một category, còn nếu sử dụng nhiều category được hay không, được, nhưng mà phải thống kê thành nhiều cái bảng khối lượng ra, 5 7 bảng khối lượng, rồi xong rồi tính tiền trong 5 7 bảng, rồi lấy bảng một ra 1 triệu, bảng hai ra 5 triệu, bảng ba ra 4 triệu. Đây này, thôi mở cho coi thử để cho hiểu tại sao mà làm chung. Này được biết nhiêu vậy? 20, 19, 21, rồi rồi, thôi lỡ rồi. Rồi, tí tí nữa mở cho các bạn coi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái vụ chuyển từ cái này thành family. Việc đầu tiên là các bạn phải new một cái family trước. Family, one slash sẽ không có chọn được đâu nha. Và ở đây các bạn cũng rõ là complex trust gì đó, được chưa? Ok. Rồi. À và mình cũng xác định thôi kể tiếng đi. Chút nó qua coi nó nằm ở đâu tiếp sao. Nhắc thằng này nè, nếu các bạn chọn lên copy nha, copy nè, copy nè, copy, được chưa? Rồi các bạn qua thằng này nè, các bạn path nè, path nè, modify nè, path nè, thấy không? Path nè, path to current view hay quá, rồi clipboard gì đó, được chưa? Giờ path to clipboard này nó nói gì? Không thể copy giữa family và project. À, tức là các bạn không thể copy từ môi trường family qua môi trường project cũng như môi trường project qua môi trường family, chỉ có thể copy từ project qua project family qua family. Vậy việc của các bạn là gì? Chuyển cái môi trường làm việc này nè, thấy môi trường làm việc không? Đang là môi trường của project nè, architecture nè, còn môi trường của family nè, thấy không? React nè, thấy không? Thấy không? Rồi mình sẽ chuyển cái môi trường về môi trường family bằng cách nhấp vào thằng này, edit in play, edit in play. Rồi thấy về môi trường family chưa? Rồi bây giờ copy nè, copy nè, bây giờ copy cái này là khác nha, copy trong môi trường family nè, thấy không? Thấy chữ đuôi không? Qua lại cái thư viện là thấy không? Path to current view nè. Thấy chưa? Rồi không biết nó đang đang ở đâu nữa. Đây nó nằm ở đây nè. Muốn lại được chưa? Đương nhiên là em sẽ gắn cho nó hai cái biến len, được chưa? Rồi,
Còn cái chuyện cái family em nằm ở đâu thì em làm em biết nha, mình không có biết nha. Không phải là mình không có biết, muốn làm được đó là phải nghiên cứu bản vẽ cái lưới đó nằm ở trục nào như thế nào, được chưa, phải hiểu. Còn không hiểu thì làm đại nó cũng ra tào lao thôi à. Người đây, ô cái thằng này thì nó nằm vớ vẩn rồi, tụi em vừa chọn chỗ nào em chọn, dù chọn ở dưới tim này cũng được, chọn ở đây cũng được, tôi chọn đâu chọn cái này không ý kiến. Tại vì cái thằng này là cái cột, cái tượng nó méo á, mỗi mỗi vị trí nó làm một, nó méo một kiểu, chọn vị trí nào mà lúc mô hình nó dễ nha, chứ còn mà chọn lung tung. Ở đây mình chỉ việc thêm một cái red line, được chưa, thêm một cái red line, dim cho nó một cái red line từ đây đến đây, gán cho nó một biến, biến này là biến gì, biến len, được chưa, gán cho nó một biến, biến này gán đây là chữ len. Rồi em lặp lại việc đó cho tất cả các cái để instant cho dễ nha, để thay nó hơi khó. Rồi align này, cái này với này khóa lại, cái này trong cái tường này em chỉ focus vào một cái duy nhất nó mệt, đó là cái vị trí của thằng tường này nó nằm ở đâu, cách của chú nhất là nằm 1 mét này, mà cách này là lên tầng tiếp theo đó, nó sẽ lệch trục đi, nó khá là phiền phức. Mà nói chung cái tường bị xiên này thì cỡ nào nó cũng khó hết, rồi cũng ra 3D view, view 1. Rồi bạn có thắc mắc gì nữa không? Ổn chưa? Dạ không thầy, dạ ổn rồi. Rồi, sẽ cái nữa là xong nha, được chưa? Rồi, chắc mình nghĩ không cần thiết xây đâu, rồi các bạn tự xử lấy. Vẽ được tới đó mà cái chuyện chỉ có cái là không biết cái cách copy thôi, chứ còn vẽ tới đó thì dư sức làm được. Rồi, cái dầm máy trên này, nội dung tương tự. Bây giờ này còn vài phút các bạn thắc mắc gì thì hỏi, chứ còn kêu mình làm như thế này mình làm lại thì các bạn chỉ có chán thôi, được chưa? Ai thắc mắc gì thì cứ hỏi, chứ còn mà lặp lại thì cứ ngồi vẽ lại mấy cái dòng này thôi, mình cũng vẽ theo cái đường biên này thôi này, ví dụ thằng này không hỏi thì mình cứ làm lại như vậy á nha. Ai thắc mắc gì Ủa thầy, dạ hỏi đi, hỏi đi, hỏi đi. dạ thầy cho em hỏi là dựng cái trình tự mà dựng cái mô hình để mà mình lấy được cái số định tính luôn á thầy. Rồi cái phần đó là nó khó lắm nha, cái phần đó thì hồi trước BIMLAB có 2 khóa dạy về cái phần đó, một khóa gọi là cái khóa kết cấu và một khóa là khóa robot kết cấu á, thì hiện tại là có khóa nó đang dạy, còn Dạ, robot á cho là cái đang đó đi. là cái khóa kết cấu đó là nó chỉ dạy khoảng căn nhà, nó không phải nhà cao tầng đó thầy, nên Ai dạy cái nhắc việc vậy, linh nốt nó hơi nó không, em nghĩ là nó không có đúng. ai dạy tụi em mà ác vậy, hồi xưa hình như là thầy Mạnh á, em nhớ là xài linh nốt nhưng mà thầy kêu là cái đó không có xài được cho kết cấu cao tầng đó. đúng rồi, sao Mạnh nó chơi ác vậy trời, thằng Mạnh là học trò của mình rồi, giờ đến làm phá cũng vậy đi. Thằng Mạnh nó học bên cảng biển, cái skill Revit nó thì tốt, nhưng mà nó, các bạn biết rồi, cảng biển thì nó phát triển theo bề dài chứ nó không phát triển theo chiều cao, hiểu ý không? Cảng biển nó phát triển theo chiều dài nên nó làm cái dạng giống nhà 5 tầng 7 tầng, còn nhà cao tầng mà làm theo lý thuyết đó thì chết. Các bạn muốn lấy được sơ đồ tính á, thì các bạn phải biết cách vẽ, mà cái lý thuyết của sơ đồ tính mà giờ mình ngồi mình nói gói nói là giống như nói, tại vì tính mình thích nói cái gì là nói cho tới nơi luôn, chứ không nói nửa nạc nửa mỡ, nói một tí rồi các bạn nghe như vậy các bạn ra rồi các bạn nói do mình hướng dẫn, mình không muốn bị như vậy. Đây là cái phần đó mà giờ nói ở đây á, thì nó rất là lâu, mà nói 5 10 phút thì không được cái gì cả. Các bạn chỉ cần hiểu rõ cho mình bản chất, thứ nhất là các bạn phải hiểu cứng về kết cấu mới làm nổi nha. Mình chỉ nói một số vấn đề thôi chứ mình không nói về phần xử lý. Đầu tiên là các bạn phải thật cứng về kết cấu mới làm nổi cái sơ đồ tính trong Revit. Sẽ có người thắc mắc vậy sao ETAP thì sao thầy? ETAP nó vẽ đúng trục, nó chả quan tâm gì tới cái mô hình, nó vẽ không có đúng cái mô hình ETAP, các bạn không xuất được bản vẽ nha. À đừng nói do ETAP nó không xuất được bản vẽ, bởi vì bản thân thằng ETAP nó dựng là cái cột mà nằm ở giữa tim lưới và trục. Trong khi thi công thực á, thì cái cột ở biên nó nằm ở 2 mét, cột ở giữa nó mới nằm ở giữa trục, hiểu ý không? Và dầm trong ETAP nó cũng vẽ không có đúng, được chưa? Nó luôn luôn vẽ cho nó liên kết được với trục, mặc dù ETAP hay robot đều có cái cách chỉnh offset để khi bị trường hợp nó bị lệch. Còn bên Revit thì sao? Revit các bạn phải vẽ đúng theo kích thước mà thực tế công trình thực. Mà khi các bạn vẽ đúng thực như vậy thì nó sinh ra những cái trường hợp như thế này, được chưa? Nó sinh ra những trường hợp như thế này và các bạn phải xử lý sơ đồ tính. Các bạn có một cái cột ở đây hình vuông, ở đây các bạn có một cái cột hình chữ L, cái vách gì đó không biết. Rồi đây cái cột đi cho nó, cái vách thì nó sẽ liên kết được. Ở đây các bạn có cái cột nó như thế này, ở đầu này các bạn lại có một cái cột nó như thế này, cột hết nha, mình đang vẽ là cột hết nha, được chưa?
thì sơ đồ tính của thằng này là như thế này, sơ đồ tính của thằng này là như thế này. Autodesk chị cũng cũng tào lao nha, nếu mà các bạn coi cái video này của Autodesk nó hướng dẫn năm 2015 hay sao á, nó hướng dẫn rất là vớ vẩn, khẳng định luôn á, được chưa, nó hướng dẫn theo kiểu nhà